Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Tâm ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư, con biết đến Phật Pháp từ 1 năm trước và khởi tâm xuất gia nhưng còn nhiều việc vướng bận. Nên con dự tính là mình sẽ thu xếp công việc và gia đình ổn thỏa trong 1 năm rồi sẽ đi. Nhưng trong 1 năm đó, vì con bận chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo, nên con cảm thấy chán tu và khởi tâm ban đầu bị thối lui. Đến nay là thời gian như đã hẹn, công việc và gia đình con đã sắp xếp ổn thỏa nên tâm con lại tiếc nuối cuộc sống đời thường, không muốn đi nữa. Con sợ giờ mình đi tu tập nhưng tâm vẫn cứ hướng về đời như vậy thì chẳng bao lâu nữa sẽ chán việc tu. Vậy bây giờ con nên làm gì để có thể quyết chí tu tập tốt cho tốt? Con xin tri ân sư ạ. Cái việc đi xuất gia ấy, nó cần có một cái quyết định ba la mật, tức là phải có một cái tâm quyết đoán cao thì mình mới có thể làm được. Thường thường một cái người mà khởi lên cái tâm đi xuất gia có thể là do những cái nguyện lực ở trong quá khứ, ở trong những cái đời kiếp trước mình đã từng phát nguyện đời này đi xuất gia, cho nên là đôi khi nó khởi lên cái ý đi xuất gia mà nó thôi thúc ở trong tâm mình, suốt ngày đêm chỉ nghĩ đến cái việc làm sao để đi xuất gia được. Nhưng mà cũng có người thì gặp thuận duyên để đi xuất gia được, và có người thì gặp những cái chướng duyên khiến cho mình đi xuất gia không được. Nhưng dù ai đi chăng nữa, cái con đường đi xuất gia là đi ngược lại với này cái pháp thế gian, cái pháp thế tục. Muốn thành tựu, muốn thành công được cái chí nguyện đấy, nó vẫn cần có một cái quyết định cao, phải có được cái tâm buông xả và quyết đoán cao. Nếu như mà nó khởi lên cái tâm đấy một cách rất là mạnh mẽ, quyết liệt, mà mình cảm thấy nó có đủ cái thời cơ nhân duyên ấy, thì mình phải thực hành ngay, cần phải thực hiện ngay, chứ nếu không thì để nó rất là dễ thối lui, giống như là một cái người đi ngược dòng nước mà. Nếu như mà mình chỉ cần nơ là một chút thôi, là mình buông xuôi một cái là nó sẽ trôi ngược lại cái đường đời ngay. Nên là cái đường đạo là thế, khởi lên được cái tâm đó đã khó rồi mà thực hiện được cái ý nguyện đó thì nó lại còn khó hơn, hay là mình có thuận duyên để thực hành được cái ý nguyện đó thì nó còn khó hơn nữa. Thì khi có rất là nhiều người cũng từng khởi lên cái ý nguyện là muốn đi xuất gia nhưng lại luôn luôn do dự, tức là hoài nghi đấy. Đấy cũng giống như một cái người đứng ở ngã ba đường ấy, hoài nghi là không biết thì mình có đi được trên cái con đường này hay không, hay một lúc nào đó mình sẽ thối lui. Và chính cái hoài nghi đấy nó làm cho cái tâm khởi cái tâm đi xuất gia nó yếu dần đi, yếu dần đi. Thì cần phải đoạn trừ được cái hoài nghi đó, mình không được nghĩ đến những cái khó khăn gian khổ, mà mình luôn luôn phải nghĩ đến một cái con đường, đó là cái lợi ích của cái việc xuất gia này, nó sẽ đi đến những cái sự giải thoát, đi đến niết bàn, đi đến chấm dứt khổ đau như thế nào. Thì lấy những cái đó làm những cái động lực, là như là cái người khởi tâm xuất gia, nhưng mà nó phải có một cái mục đích chân chánh. Ví dụ như mình biết là cái con đường đi xuất gia này là để học cái giáo pháp, để thực hành cái giáo pháp, để đoạn trừ phiền não, để chấm dứt khổ đau, để chứng ngộ niết bàn. Thì nếu như mình khởi lên cái ý nguyện đấy, cái mục đích chân chánh như vậy thì sẽ xuất gia được. Còn nếu như mình lại khởi lên cái tâm xuất gia do mình mong cầu một cái điều bất chánh, ví dụ như là mình thấy rằng là các cái vị sư đi xuất gia rồi được mọi người cung kính, mọi người đảnh lễ, mọi người cúng dường, được có một cái cuộc sống thanh nhàn, không gian khổ như những người ở tại gia. Mình khởi lên cái ý như vậy rồi mình nghĩ rằng à, ta sẽ đi xuất gia để được hưởng cái sự nội dưỡng đấy, hưởng cái sự cung kính, cúng dường, cái đời sống an nhàn, không có gian khổ đấy. Thì nếu như mà khởi lên cái mục đích như vậy, cái lấy đấy làm động lực để đi xuất gia thì cái sự xuất gia đó là không chân chánh, và sẽ không có, dù mình có xuất gia mà không khởi lên được cái tâm chân chánh như vậy thì mình cũng sẽ tu theo những cái tà pháp, và cuối cùng mình đi theo vào cái con đường tham đắm và nội dưỡng đó, thì cuối cùng sẽ tạo ra rất nhiều tội lỗi và cũng sẽ bị đọa lạc và đau khổ. Thế nên là nhờ khi cái khởi cái tâm xuất gia mình phải xem lại cái mục đích nữa, ý chí của mình mong cầu xuất gia để đạt được cái gì, cái mục đích của mình xuất gia là để làm cái gì. Khi mà đã khởi được lên rồi, khởi lên cái tâm xuất gia và đúng một cái mục đích chân chánh rồi, thì mình phải biết tận dụng những cơ hội
là phải biết tận dụng cái thời cơ nào nó phù hợp và nó khởi lên, và mình cần phải quyết đoán buông xả và thực hiện được đúng cái mục đích, cái ý nguyện của mình đó. Mình phải mạnh mẽ quyết đoán, tức là phải có cái quyết định cao thì mình mới làm được. Còn cái quyết định nó yếu thì mình cũng không làm được. Nhưng vì vậy mà thời ngày xưa có rất là nhiều các cái vị tỳ kheo khi mà đi hoằng pháp ở các nơi, vì lúc đấy các vị tỳ kheo còn ít mà đi mỗi người một phương, cho nên là cũng có rất nhiều các thiện gia nam tử người ta khởi lên cái tâm là muốn đi xuất gia. Nhưng vì lúc đấy các vị tỳ kheo ít quá, không có truyền giới xuất gia cho những vị tỳ kheo này được, và các vị ấy cứ làm những cái người cư sĩ đi theo mình một thời gian sau, người ta cũng thối lui, mất cái tâm lận, mất cái tâm xuất gia. Và các vị đó về nói với Đức Phật, thì Đức Phật mới nói rằng nếu ở những cái vùng xa xôi biên địa đấy mà có những cái thiện gia nam tử nào muốn khởi tâm xuất gia thì các cái vị tỳ kheo chỉ cần 5 vị hợp lại là cũng có thể thành một cái đàn giới để truyền giới xuất gia cho những cái vị đó. Còn nếu mà ở cái vùng trung tâm thì phải là 10 vị tỳ kheo, tức là thì mới thành cái đàn giới để truyền giới xuất gia cho những cái vị tỳ kheo đó, cho những cái người xuất gia. Thì đấy là Đức Phật cũng biết là cái tâm con người nó thường xuyên thay đổi như thế. Khi mà mình khởi lên một cái tâm thiện mà mình không có tận dụng cái tâm thiện đó để làm cái việc đó ngay, thì nó sẽ thay đổi đến một cái thời điểm khác, gặp một cái hoàn cảnh khác nó sẽ thay đổi. Như vậy mình khởi lên cái tâm xuất gia cũng vậy, hay là mình khởi lên một cái tâm làm những cái việc thiện khác nó cũng như thế. Có thể hôm nay mình khởi lên một cái tâm là mình sẽ bố thí hay cúng dường hay làm giữ giới hay là nghe pháp hay là tu tập một cái pháp gì đó. Có thể là cái lúc này nó khởi lên rất là mạnh mẽ, nhưng mà đến một thời gian sau, đến một cái thời điểm sau, nó có thể bị thối nuôi cái tâm đó. Thì cái tâm xuất gia nó cũng giống như những cái dự định, những cái công việc khác, nó cũng thường xuyên thay đổi như thế thôi. Vì vậy cho nên là khi nó khởi lên những cái tâm tốt thì mình nên làm càng sớm càng tốt, đừng để chờ đợi một thời gian dài. Khi mà để một thời gian dài như thế nó sẽ nguôi đi cái tâm đó, nó sẽ nguôi đi và dần dần nó sẽ yếu đi và dần dần nó sẽ mất đi mất. Nên là lần sau nó khởi lên một cách mạnh mẽ là mình cần phải thực hiện ngay, mình không được chần chờ để một thời gian quá dài là cái tâm nó vô thường, nó biến đổi thì nó dần dần nó càng lúc càng suy yếu đi mà nó không lấy lại được những cái tâm mạnh mẽ như cái lúc ban đầu nữa, thì nó sẽ uổng phí. Thế nên nó khởi lên là mình cần thực hiện càng nhanh càng tốt, đừng để chần chừ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Chánh Đạo ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi có giới hạn tuổi cho người nữ xuất gia không ạ? Với một người trong độ tuổi trên 50 không vướng bận gia đình thì có nên xuất gia và xuất gia ở đâu phù hợp ạ? Con xin tri ân sư ạ. Nếu mà trong luật của Đức Phật thì không có giới hạn độ tuổi. Nếu mà các chùa bên Nguyên Thủy thì phải căn cứ theo đúng cái giới và luật của Đức Phật quy định về người xuất gia. Thì Đức Phật chỉ quy định cái người xuất gia đấy là đầy đủ những cái yêu cầu cần thiết, như là về cái điều kiện của một người xuất gia đó, được phép xuất gia là được, và không không hầu như không giới hạn độ tuổi. Nhưng mà cũng trong nhiều bài kinh thì Đức Phật cũng nói, như một lần Đức Phật đi và nhìn thấy hai vợ chồng của một cái người già, thì Đức Phật nói rằng nếu như cái người kia mà đi xuất gia từ lúc còn tuổi trẻ thì đã chứng quả A-la-hán rồi. Nếu như vị ấy mà xuất gia vào cái thời trung niên thì vị ấy cũng có thể chứng được cái quả bất lai. Nếu như cái vị đó mà xuất gia vào cái tuổi già thì vị đó cũng chứng được cái quả nhất lai. Còn như và vì vị ấy đã bỏ lỡ hết cả ba thời đó, thời thanh niên, thời trung niên, lão niên đều bỏ lỡ hết, và vị đó không chịu tu tập cho đến cuối đời, vị ấy chết phải đọa vào địa ngục. Thì cũng như vậy, nếu như thế thì cái người mà xuất gia ở cái tuổi trẻ càng sớm ấy, thì sẽ càng có lợi thế hơn rất nhiều. Nhưng mà vị đó lợi thế hơn là vị đó sẽ được học một cách đầy đủ, và vị đó cái xuất gia ở cái tuổi trẻ, vị đó có sức khỏe, có trí tuệ để tiếp thu và để thực hành, để nỗ lực tinh tấn, để công phu thực hành thiền chỉ quán cao hơn, và vì nó sẽ chứng đắc được những cái quả vị cao hơn. Còn nếu như vị đó để cho cái tuổi trẻ đó trôi đi, già rồi vị đó mới xuất gia, thì cái bệnh cái chết nó cận kề ở bên, càng già thì càng sẽ càng khó, khó trong cả cái việc học, khó trong cả cái việc thực hành.
rồi bệnh tật nó sinh lên nhiều và nó làm chướng ngại vị đó. Càng tu tập về cái tuổi càng cao thì vị càng gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy nên là đi tu tập càng sớm càng tốt. Còn nếu như mình cảm thấy mình còn đủ sức khỏe, kể cả mình có tuổi già rồi nhưng mà mình còn đủ sức khỏe, thì mình cũng có vẫn có thể xuất gia được. Còn việc xuất gia ở đâu ấy, thì mình cần phải trải nghiệm qua cái môi trường ở đó. Ví dụ ở đâu có pháp học này, ở đâu mà có giảng dạy về Phật Pháp này, ở đâu có pháp hành này, có sự giữ giới, có thực hành thiền chỉ, thiền quán. Mà cái sự tu tập mà nó giống như ở trong kinh, trong luật của Đức Phật giảng dạy thời xưa, thì ở đó là cái nơi phù hợp để mình xuất gia. Còn có những cái nơi nào mà mình đến mình có thể trải nghiệm, mình thấy rằng là cái đời sống tu tập đấy nó không giống như ở trong kinh Đức Phật dạy. Nhưng mà ở đấy không có học pháp, không có thực hành giữ giới, không có tu tâm, không có tu tuệ, là không có thực hành các cái pháp thiền chỉ quán. Mà những cái công việc hàng ngày nó của một cái người tu mà nó giống như một cái người đời, còn nặng về buôn bán, làm ăn, tín ngưỡng, có nhiều những cái phiền não tham sân si, có nhiều những cái đấu tranh, có cái cạnh tranh bon chen, có cái thị phi, có cái hơn thua, có cái sự nhiễu loạn, thì cái nơi đấy xuất gia sẽ không đem lại cái lợi ích gì. Thì nên tập sự, nên trải nghiệm qua những cái môi trường nào đó, và mình tự nhìn thấy rằng là cái môi trường nào đó tu tập mà nó còn giống trong kinh điển mà của thời Đức Phật ấy, thì đấy là cái nơi đảm bảo tốt nhất để mình tu tập ở đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Nghiêm ạ. Dạ, con kính bạch sư, con là Phật tử tại gia, con tụng kinh Đại Bi chú có được không ạ? À, hàng ngày con nên tụng kinh gì cho được sự lợi ích ạ? À, con xin cảm ơn sư ạ. Tụng kinh để mà có được sự lợi ích. Sự lợi ích ở đây thì tụng những cái kinh bảo hộ thì sẽ có được cái sự lợi ích. Như là tụng lên các cái ân đức của Tam Bảo, các cái kinh thán về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, hay là mình muốn có được cái sự lợi ích, như là để tránh được những cái nạn dịch bệnh, thiên tai, cái nạn về phi nhân, nạn đói, thì tụng kinh châu báu. Kinh châu báu là cái kinh để bảo hộ, để bảo vệ cho mình tránh được những cái dịch bệnh, những cái nạn phi nhân, nạn đói, hay là để mình bảo vệ cho mình khỏi những cái sự nguy hiểm, như là các cái quỷ thần hung dữ, để mình ngủ trong an lạc, thức trong an lạc, không có người quấy nhiễu, thì tụng kinh lòng từ. Kinh lòng từ để cho bảo vệ cho mình luôn luôn có những cái chúng sinh hữu hình và vô hình ở xung quanh sẽ không khởi lên cái ác ý với mình. Hay là mình sống ở nơi nào có nhiều những cái sự nguy hiểm về những cái loài rắn rết, bò cạp, những cái loài thú độc hung dữ, mình sống ở những nơi mà có những cái loài đó, thì tụng kinh Khanda, đó là kinh những cái tụng như rải tâm từ đến vua của các loài rắn. Thì nói chung là có 11 cái bài kinh bảo hộ. Hay là mình muốn có những cái phước lành, có nhiều cái công đức, có nhiều phước lành thì tụng kinh phước lành. Thì có những cái bài kinh bảo hộ đấy là những cái bài kinh có cái lợi ích thiết thực nhất. Thì mình cần phải học 11 cái bài kinh bảo hộ ấy, trong đó là kinh phước lành, kinh châu báu, kinh lòng từ, kinh Khanda, kinh Tam Bảo, kinh Đầu Na Cờ ấy, kinh Chim Cút, kinh Angurimana, kinh Thất Giác Chi, nên là kinh Asalan Chi và kinh Ban Mai. Thì đó là những cái kinh mà mình nên học và mình nên tụng đọc, là đem lại cái lợi ích thiết thực nhất. Đó là những cái pháp mà chính Đức Phật giảng dạy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Từ Bi Hỷ Xả.
Dạ, con kính bạch sư, con có một câu hỏi về tâm ganh tị đố kỵ ạ. Dạo gần đây con mới nhận ra là trong bất kỳ một đoàn thể nào cũng có một sự ganh tị đố kỵ lẫn nhau giữa các thành viên. Nếu không công khai ra mặt thì nó cũng ngấm ngầm và luôn tồn tại. Trong trường hợp của con, ở đoàn thể nơi con sinh hoạt có một người rất tài năng và luôn đứng đầu trong các hoạt động công việc của tập thể, nhưng không may người ấy gặp phải cảnh xa cơ lỡ vận phải bỏ đi biệt xứ. Sau khi vị ấy rời đi, con thấy mình chẳng những không có lòng thương xót cho vị ấy mà ngược lại còn mừng thầm trong bụng và có vẻ hả hê lắm. Khi nhiều thành viên còn lại lôi những việc cũ của vị ấy ra nói xấu, chỉ trích, thậm chí chính con còn nói thêm vào nhiều chi tiết con biết nữa. Về sau con nhớ lại ân nghĩa của vị ấy đối với con nên con rất hối hận nhưng chẳng biết làm sao để sửa sai được nữa. Bởi thế nên hôm nay con xin được kính hỏi sư về bản chất của cái tâm ganh tị này và cách thức để đối trị chuyển hóa nó ạ. Con kính mong sư từ bi chỉ lạy, con xin được tri ân sư ạ. Đối với một cái người còn nhiều phiền não, nên là đối với thế gian, những người phàm phu ở thế gian thì cái bản chất là âm thầm ở bên trong nó luôn luôn có cái tâm ganh tị, chẳng qua là nó ở cái mức độ cao hay thấp khác nhau mà thôi. Có những người người ta có cái tâm ganh tị rất là lớn thì người ta bộc phát hẳn ra bên ngoài. Đó là người ta luôn luôn tìm cách chống phá, châm chích, chỉ trích, bôi nhọ, nói xấu, vu khống người khác để phá hoại cái sự thành tựu của người khác. Đó là cái lẽ thường tình. Thậm chí là có những cái người có những cái đức hạnh rất là lớn vẫn bị những cái người xấu người ta ghen tị, người ta tìm cách người ta bôi nhọ phá hoại thanh danh của cái người đó. Còn cái người mình sẽ thấy rằng là khi mà nói xấu thì người ta rất thích, đôi khi người ta rất thích tụ tập để nói xấu nhau. Nên là những cái người mà tạo ra được cái tiếng tốt thì rất là khó, mà tạo ra được cái tiếng xấu thì rất là dễ. Thì người ta chỉ có một chút nỗi nầm thôi, có thể người ta sẽ bôi nhọ, người ta sẽ thêm bớt, người ta sẽ nói thêm vào để cho nó thành những cái câu chuyện lớn ra. Thì đấy là cái lẽ, đấy là cái tâm lý thông thường ở trên đời của con người là như thế. Thì càng cái thời nào mà con người hướng về cái pháp bất thiện nhiều thì cái tâm ganh tị nó càng lớn. Thế ở cái nơi nào, cái môi trường nào được cái giáo dục về đạo đức nhiều hơn thì cái tâm ganh tị nó sẽ ít hơn. Thì có cái pháp để đối trị, để đoạn trừ cái tâm ganh tị đó thì đó là cái pháp tu tập về thiền tâm hỷ. Thiền tâm hỷ nó là đối trị cái tâm ganh tị này mạnh mẽ nhất. Thì cái cách thực hành tu tập ấy, đó là khi mình nhắm mắt lại, mình hướng tâm đến một cái người mà mình cảm thấy người đó có cái sự thành công về bất cứ một cái lĩnh vực gì, về vật chất hay tinh thần, mà mình cho rằng người đó là người có thành tựu, có cái sự thành công về danh tiếng, về tài sản, về địa vị, về quyền lợi gì đó, vân vân, thì đều được hết. Xong rồi mình nghĩ đến cái thành công của người đó và mình khởi lên một cái ý rằng là cầu mong cho người này không phải xa lìa những thành công đã đạt được, cầu mong cho người hiền thiện này không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Cứ như thế mà thực hành, duy trì cái sự thực hành đấy. Rồi sau đó mình mở rộng cái tâm ra đến rất đông người, đến rất nhiều người, người xa, người gần, người thương, người ghét, mình đều khởi lên cái tâm như vậy. Cầu mong cho họ không phải xa lìa những thành công đã đạt được, cầu mong phải cho họ không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Khi thực hành như thế một thời gian dài rồi dần dần cái tâm ganh tị của mình càng ngày nó càng suy yếu đi, càng ngày nó càng giảm bớt đi. Và lúc đấy mình sẽ cảm thấy hoan hỉ với những cái thành công của người khác. Và mình luôn luôn nhìn vào những thành công của người khác và mong muốn cho họ thành công, mong muốn cho họ không mất những thành công đó. Rồi mình vui trên cái sự thành công của người khác đấy. Thì dần dần nó sẽ thay đổi được cái tâm tánh này đi. Do mình chưa từng thực hành cái pháp về thiền tâm hỷ này, cho nên cái tâm ganh tị nó còn khởi lên. Còn khi đã thực hành cái pháp thiền tâm hỷ này mạnh mẽ rồi thì dần dần cái tâm ganh tị nó sẽ giảm bớt, nó vơi bớt đi và dần dần nó sẽ hết đi. Vậy nên là cái tâm ganh tị là một cái cấu uế của con người, là một cái ô nhiễm, là cái bất thiện pháp của con người, nhưng nó vẫn đối trị được chứ không phải không. Vẫn có cái thuốc để chữa nó, để điều trị nó, có cái pháp môn để đoạn diệt nó, đó là sự thực hành thiền tâm hỷ. Đó, được thực hành một cách hàng ngày, thuần thục liên tục thì sau này sẽ không còn ganh tị, không còn ác ý với bất cứ ai nữa. Mình nhận được ra đó là nỗi lầm cũng đã là một tiến bộ rồi. Còn nếu mình mà thực hành được cái pháp này nữa thì sau này mình sẽ chấm dứt được hoàn toàn những cái tâm ganh tị đó.
Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Kính Pháp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư, con xin sư giải đáp giúp con những câu hỏi sau ạ. Dạ, con thưa sư, trong lúc hành thiền thì sự khác biệt khi rơi vào trạng thái hữu phần và khi bị hôn trầm ra sao ạ? Khi bị hôn trầm nó cũng là rơi vào hữu phần, rơi vào hữu phần cái lúc mà mình ngủ ấy cũng là rơi vào tâm hữu phần đó. Trong cái lúc mình ngồi thiền ấy mà nó mà hôn trầm nhiều ấy là nó rơi vào hữu phần. Còn nó có một cái loại mà rơi vào hữu phần mà nó không phải là hôn trầm thì nó cũng nơ mơ nửa tỉnh nửa mơ ấy. Cứ nửa tỉnh nửa mơ mà mình cũng thấy nó cảm thấy nó rất là an lạc, nhưng cái lúc đấy tâm nó không tỉnh táo như bình thường thế này. Thì cái đương nhiên là nó cũng là một cái trạng thái gần giống, nó là hôn trầm hoặc là gần giống với hôn trầm, thì đó là tâm hữu phần. Còn hàng ngày mình luôn luôn rơi vào tâm hữu phần một khoảnh khắc ngắn ngủi mình không nhận ra thì cái chuyện đó là rất bình thường. Còn mình chìm vào hữu phần rất là lâu thì đó là hôn trầm. Và cái trạng thái rơi vào hôn trầm mà mình tưởng là mình đang nhập định thì nó cũng tương tự như gần gần giống như hôn trầm vậy, nó cũng nơ mơ như vậy. Và mình lại tưởng rằng đó là một cái tầng thiền nào đấy, mình an trú ở đấy rồi thì nó rất là mất thời gian, nó giống như là cái người cứ ham ngủ ấy, thì nó chỉ mất thời gian thôi. Cái pháp đấy nó là pháp vô ký, cái tâm hữu phần nó là cái tâm quả, nó không thiện không ác gì hết, rơi vào đấy thì mình lãng phí mất thời gian. Nên là giữ được cái tâm tỉnh táo thì nó sẽ không rơi vào hữu phần. Người nào mà để cho cái tâm nó lơ mơ quá, nó không bắt một cái đối tượng nào cụ thể, nó không chánh niệm, nó không nhận diện một cái đối tượng nào cụ thể rõ ràng ấy, là nó sẽ rơi vào cái trạng thái tâm hữu phần đó. Thì khi tâm hữu phần ấy, thì nó không còn bắt đối tượng nó nào ở hiện tại nữa, mà đó là một cái cảnh của các tưởng nghiệp ở trong quá khứ mà. Mình rơi vào đấy là do cái tâm mình nó thiếu tỉnh giác, nó không, ví dụ lúc đấy mình đang hành thiền hơi thở mà mình không còn thấy hơi thở đâu nữa, tâm nó chẳng biết chú vào đâu nữa thì lúc đấy là nó chìm vào hữu phần. Còn khi mà nó còn thấy hơi thở vào ra thì nó còn nhận biết được đối tượng thì là mình đang chánh niệm trên pháp thiền. Đấy là nó khác một cái là mình không còn biết đối tượng gì nữa thì nó là hữu phần. Là con thưa sư, con đọc thấy trạng thái an định là tâm liên tục trên nimitta mà không có phóng tâm. Như vậy trạng thái cận định mà mình vẫn thấy nimitta rực rỡ nhưng không được liên tục, hoặc là ánh sáng nimitta không sáng rực rỡ như ở trong khi ở trạng thái an định, như vậy có phải không ạ? Ở trong cận định là cái tâm của mình nó còn, nó nhận biết cái đối tượng là nimitta tự tướng đấy, nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn có cái sát na nó rơi vào hữu phần, tức là thỉnh thoảng nó bắt sang một cái cảnh khác mà có thể là một cái khoảng cách rất là ngắn ngủi, rất là nhỏ bé, tức là thỉnh thoảng tâm nó vẫn còn chìm vào hữu phần một chút rồi nó bắt sang cảnh khác, rồi nó lại lìa cái cảnh đấy, nó lại chìm vào hữu phần rồi nó lại bắt sang tự tướng. Thì đấy là nó còn ở cận định là vậy, là vì nó còn bắt nhiều đối tượng mà một lúc thì nó chỉ đạt ở cận định thôi. Còn khi mà nó bắt một đối tượng liên tục như là cái tướng của hơi thở hay là cái bắt cái tự tướng đấy liên tục không gián đoạn thì lúc đấy tâm nó không còn chìm vào hữu phần nữa mà nó rất là tỉnh táo tỉnh giác và nó chú trên cái tự tướng đấy liên tục. Nhưng mà cái tâm mà nó vào được đến tầng thiền ấy thì nó cũng phải vượt qua được cái nội tâm dục giới, một cái ý môn hướng tâm khởi nên bắt lấy tự tướng, một cái tâm chuẩn bị, một cái tâm cận hành, một cái tâm thuận thứ, một cái tâm chuyển tập, rồi đến một cái tâm an chỉ, rồi bắt đầu nó mới bắt được vào cái tâm thiền sắc giới, nó mới khởi nên liên tục không gián đoạn, thì đấy nó mới trú ở trong cái tầng thiền liên tục thì nó sẽ khi vào trong tầng thiền thì nó sẽ chú liên tục, nó không rơi vào hữu phần hay nó không bắt những đối tượng khác thì đúng là như vậy. Còn ở cận định thì nó còn bắt nhiều đối tượng nên nó khác nhau một chút như thế. Mặc dù là nimitta nó vẫn sáng rực nhưng mà tâm nó vẫn thoáng bắt sang một đối tượng khác thì nó vẫn còn ở cận định. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Nguyễn Huy ạ. Dạ, con thưa sư, con bị thoát vị đĩa đệm, khả năng ngồi rất yếu, hiện đang có ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống và công việc hàng ngày. Tuy nhiên, con học giáo pháp và hiểu thiền là con đường cao thượng. Sắp tới có khóa thiền của Ngài Tam Tạng 10 ở Hà Nội, con
Nên bất chấp tình trạng sức khỏe, kham nhẫn hành thiền và vượt qua cơn đau dù có chuyện gì xảy ra, hay có phương án nào tốt hơn để tham gia khóa thiền không ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Thực hành này nó còn tùy theo cái năng lực của từng người. Mình cũng nên thực hành hết mình, nhưng mà nếu như nó đau ấy, nếu như mà trong thân mình nó đang có bệnh, nó đau thì cái đau đấy nó cũng làm chướng ngại, nó làm cho cái chánh niệm của mình không có được yên ổn ấy. Nó cũng luôn luôn làm cho mình bị trạo cử, bất an và cũng khó có thể mà thành tựu được. Nên là khi mà mình đã có bệnh rồi, mình cũng phải thực hành sao cho nó phù hợp với cái bệnh của mình. Hành làm sao thì tự mình phải rút ra được cái kinh nghiệm, vừa thực hành vừa phải tùy theo cái sức của mình, tùy theo cái bệnh của mình, thực hành làm sao cho nó vừa phải, nó phù hợp với cái sức lực của mình, và mình thực hành lâu dài mãi mãi. Chứ nhờ thời bây giờ mà nói là tu trong 10 ngày để mà chứng được đạo quả A-la-hán như thời Đức Phật ấy, thì mình có thể nỗ lực thà hy sinh tính mạng của mình mà tu thì cũng được. Nhưng mà thời bây giờ tu 10 ngày cũng khó lắm, có ai chứng đắc được đạo quả lắm. Nên là mình nên tính con đường lâu dài, nên tính là tu 10 năm hoặc là 20 năm hoặc là nhiều kiếp. Cho nên là cứ nhận ra tu một cách phù hợp với cái sức lực của mình, và thực hành lâu dài thì sẽ tốt hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Đức Thuận ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư và tri ân những lời pháp quý báu từ sư. Con thưa sư, con có hai câu hỏi về pháp hành, kính xin sư chỉ dạy cho con ạ. Dạ, gần đây con hành thiền và dành 30 phút đầu để lại tâm từ, để thiền tâm từ. Sau đó mới niệm hơi thở, con thấy sự bắt vào địa đại đã giảm, đã bị đỡ đau nhức hơn trên mặt và sống mũi hơn trước, nhưng vẫn còn. Con phải làm gì để tiếp tục khắc phục vấn đề này ạ? Đôi khi thấy nó căng căng một chút ở trước cửa mũi thì nó cũng là chuyện bình thường. Thì nó bắt vào những cái đặc tính của tứ đại là do mình chú tâm quá mạnh vào một cái phần nào đó ở trên thân này, mình để ý quá nhiều vào. Như mình theo hơi thở đi vào trong người thì nó sẽ bắt vào phong đại. Thì mình chú tâm vào một cái phần nào đó ở trên thân, như là răng hay là ở môi hay là ở cái điểm xúc chạm đó quá lâu quá nhiều thì nó sẽ bắt vào những cái đặc tính của địa đại. Khi mà mình ý thức được ra như vậy rồi, mình biết rằng là do sự chú tâm quá căng, không đúng vị trí này, nó hay bắt vào tứ đại rồi, thì lúc đấy mình sẽ tự biết cách điều chỉnh cái tâm để cho nó nhẹ ra một chút, để cho nó bắt vào đúng cái đặc tính chuyển động đi vào đi ra của hơi thở đấy. Đừng để cho nó bắt vào những cái một cái phần nào đó ở trên thân mình nữa. Hoặc là mình chú tâm nó tự nhiên hơn, nhẹ nhàng hơn một chút thì nó sẽ không bắt vào tứ đại nữa, và mình cũng nên yên tâm điều đó. Mình đừng có nên bị ám ảnh, đừng có mặc cảm, đừng có hoài nghi do dự quá. Thì cả khi mình chú tâm trên hơi thở, thỉnh thoảng nó vẫn có những cái trạng thái cứng tê hoặc là có cái gì đó khó chịu ở trước mặt, thì đó cũng là chuyện bình thường thôi. Đừng có vì thấy nó còn một chút cái sự khó chịu đó, cái sự không như ý đó, rồi mình lại sinh ra lo lắng bất an, rồi mình lại hành nó lại để tâm lại yếu quá, thì nó lại cũng không tốt. Nên là cứ phải tự tin, thực hành như thế mình vẫn phải tự tin, mình điều chỉnh lại một chút rồi sau đó thì cứ nhận biết được hơi thở vào ra một cách nhẹ nhàng tự nhiên là được. Lúc nào căng thẳng quá mình nhận ra là căng thẳng quá, mình nơ đi một tí. Khi nào nơ nào quá mình nhận ra nơ nào quá, mình lại hơi chăm chú lên một tí. Giữ được cái sự quân bình, giữa cái tinh tấn và cái định đó, không quá tinh tấn, không quá tĩnh lặng, vừa phải, thế là được rồi. Chứ mình cũng đừng khởi lên cái tâm là quá lo lắng, quá hoài nghi, thì nó sinh ra bất an và nó cũng làm cho định nó yếu đi. Nên là vẫn cứ phải tự tin mà thực hành. Dạ, con thưa sư, câu hỏi thứ hai của con là khi hành, con hay bị đau dạ dày dẫn đến tâm mình bị kéo vào đó quá nhiều, thì con phải làm sao ạ? Mà trong lúc hành mà cảm thấy nó đau dạ dày thì là do căng thẳng quá. Căng thẳng quá như vậy thì ngồi thiền do mình suy luận nhiều quá, mình tính toán nhiều quá. Mình mong cầu, mình lo lắng nhiều quá về cái pháp mà mình đang thực hành đó. Thì nó mới sinh ra những cái sự xáo trộn
ở trong thân tâm như vậy, thì giờ làm sao đó mình phải nghĩ cái việc hành thiền đấy giống như ngồi chơi, mình ngồi cũng đừng có căng thẳng, tức là đừng có ngồi mà nó quá là trang nghiêm, tức là ngồi thả lỏng nhẹ nhàng thôi. Làm sao mà mình cảm giác như là ngồi thiền như là mình đang ngồi nghỉ ngơi, đang ngồi thư giãn, đang ngồi thảnh thơi an vui. Thì mình tự mình phải nghĩ là càng ngồi thiền này thì thân tâm nó càng có cái sự nhẹ nhàng an lạc. Chứ đừng nghĩ là cái việc hành thiền là một cái gì đó quá cao siêu, quá khó. Nếu mà tự nhiên thì mình nghĩ là cái việc hành thiền này là quá khó, quá cao siêu, quá thâm sâu, vượt khỏi cái khả năng của mình, thì lúc đấy mình cứ cảm thấy nó đuối, nó mệt và nó căng thẳng. Còn nếu như là mình đừng có nghĩ như vậy nữa, mình chỉ nghĩ là ngồi thiền chút nào thì mình sẽ tạo ra cái sự an vui chút đấy. Ngồi thiền là để mình chữa lành những cái bệnh về thân, về tâm. Như là một cái người đang đói mà được ăn, khát được uống. Như vậy, một cái người mà đang mệt mỏi, mình được ngồi thiền thì nó phải tươi tỉnh, nó phải an lạc lên, chứ nó không thể nào khổ đau được. Thì giống như là mình cảm nhận, mình ngồi thiền mình được tiếp thêm những cái sức mạnh, những cái sự an vui. Mình nghĩ như vậy ấy, thì nó bớt cái căng thẳng đi. Có thể là do tâm lý của mình đã quá là đề cao cái việc hành thiền, coi là một cái gì đó quá cao siêu, cho nên là nó sinh ra cái lo lắng bất an, nó mới sinh ra như thế. Bây giờ mình phải thay đổi cái ý thức, thay đổi cái tâm lý, cái tác ý lại một chút, coi việc hành thiền như là một cái gì đó an dưỡng, an vui, nhẹ nhàng, thảnh thơi thôi. Thì cái việc hành thiền mình sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, nó bớt căng thẳng hơn, thì nó sẽ không xáo trộn về thân tâm nữa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hậu Đỗ ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Dạ, con thưa sư, khi con thiền, tâm và hơi thở nhẹ thoải mái, thấy có khói bay nhưng thân thì nặng nề đau mỏi. Hôm nay con thiền thì tâm rất nhẹ nhàng, chân tay tê nhưng không cảm thấy đau mà nhẹ như đang chồng chân lên nhau. Ngoài ra, không muốn nhúc nhích chân tay nhưng con không cảm thấy khói như mọi lần ạ. Dạ, con thưa sư, như vậy thì con hành như vậy có đúng không ạ? Hành như vậy thì cũng cũng tốt đấy, nhưng mà có một cái là đừng đi quan sát, đừng đi theo dõi những cái mà nó sinh khởi trong lúc hành thiền. Có những cái trạng thái như là thấy khói bay, đấy là một cái hiện tượng là chuẩn bị tướng, tức là chuẩn bị có định nó sinh khởi, đừng đi theo nó, đừng quan tâm đến nó, thì cái đấy dần dần nó sẽ sáng lên và nó sẽ trở thành nimitta, trở thành tự tướng đó. Nên là gì, mình cứ nghĩ đến nó, mình đi phân tích nó, đi suy luận nó, quan sát nó, tìm kiếm nó, thì lần sau nó không sinh lên nữa. Nên là nếu như lúc ấy đừng nhìn vào nó, đừng quan tâm gì đến nó, cứ biết hơi thở một cách tự nhiên ấy, thản nhiên thôi, thì nó đã tiến bộ hơn rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là có những cái hiện tượng trên thân mình như là đau nhức thì cũng làm nơ nó đi, hoặc mình thay đổi tư thế cho nó hết đau, hoặc là có những cái trạng thái mình không đau nhức, nó rất là nhẹ nhàng dễ chịu ấy, thì mình cũng đừng quan tâm đến cái vấn đề đó, đừng đừng quan tâm đến cái khinh an, cái nhẹ nhàng, cái an lạc đó. Tất cả những cái hiện tượng đó nó sinh khởi lên ở trên thân hoặc là ở trong tâm, không được để ý, không được suy xét, không được quan tâm, không được luận bàn gì về nó ở trong tâm mình hết. Mình cứ thản nhiên coi như không ấy, chỉ quan sát hơi thở vào ra thôi ấy, thì nó mới tiến bộ xa được. Còn nếu mình còn đi quan tâm những cái khía cạnh mà nó sinh khởi nên đó, thì mình đang quan sát sai đối tượng mà. Quan sát sai đề mục nó làm cho cái tâm của mình nó bị rộn ràng, nó bị căng thẳng lên, do mình phân tích nhiều, mình suy xét nhiều quá thì cái tuệ nó mạnh quá, cái định nó yếu đi, cho nên là cái định đó, tướng đó, cái ánh sáng nó không xuất hiện nữa. Còn mình cứ để tâm thản nhiên bình thường ấy thì nó lại tiến bộ hơn. Nên là nhớ lần sau đừng có đi suy luận, đừng đi theo và đừng có phân tích những cái hiện tượng nó sinh khởi đấy nữa. Thì cứ quan sát hơi thở một cách thản nhiên bình thường thì nó sẽ tốt hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ Phật tử Hà Nội ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư ạ. Xin sư cho con hỏi điều kiện để được xuất gia tại chùa Phúc Minh như thế nào ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Điều kiện để xuất gia là giống như là hôm trước có ai hỏi là những cái điều kiện gì để xuất gia đây, thì điều kiện xuất gia ở đây thì
chỉ là những gì trong giới luật mà Đức Phật cho phép một người được xuất gia đấy. Và những cái điều kiện gì mà trong giới luật Đức Phật không cho phép một người xuất gia đấy, như là một người không được cha mẹ cho phép này, một cái người có những cái bệnh truyền nhiễm này, những người mà trốn nợ hay là những người đồng tính, những người mà đang phạm vào những cái pháp luật thế gian này, thì đấy là những người không được xuất gia. Thì còn lại thì là những người khác, là những người được xuất gia. Thì nghĩa là người đó xuất gia là cái người có tâm, có cái tâm muốn xuất gia và có cái mục đích xuất gia một cách chân chánh. Nhưng là cái người đấy mà thường thường đến xuất gia thì sư hay hỏi là đi xuất gia để làm gì, mục đích gì, mong cầu cái gì, ý muốn gì mà xuất gia, và lại khởi lên cái tâm xuất gia. Thì cái người nào có cái mục đích, có một cái nguyện, ước nguyện cao thượng, xuất gia vì mục đích đoạn trừ phiền não, giải thoát sinh tử, và cái người đó là cái người chấp nhận sẽ học những cái pháp cần phải học, như là học kinh điển một cách tha thiết và thực hành giáo pháp đó. Người đó sẽ tha thiết thực hành cái pháp hành, như là tha thiết về giữ giới một cách trang nghiêm, và thực hành những cái pháp thiền chỉ quán, và đặc biệt là cái vị đó có cái niềm tin chân chánh, tức là có cái chánh kiến, có cái niềm tin vào cái con đường tu tập để đi đến giác ngộ giải thoát này. Thì như thế thì sẽ là cái đủ điều kiện để xuất gia. Còn mình nhờ một cái người không có cái niềm tin nên là mình xuất gia chỉ vì cái sự thử để chơi, để hiếu kỳ thôi, và mình không biết mục đích để xuất gia làm cái gì, hay là có những cái mục đích xuất gia vì sự không chân chánh, như là vì cái lợi dưỡng, vì cái danh vọng, vì sự cung kính, như là cái không vì cái mục đích giải thoát giác ngộ mà xuất gia, thì như vậy là không đủ điều kiện, còn là do cái tâm của mình hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tâm Tâm ạ. Dạ, con bạch sư, chữ ôm là gì ạ? Người học Phật theo chánh pháp có nên và trì chú chữ này không ạ? Con xin kính tri ân sư. Ôm ạ. Dạ. Cái này nó là một cái câu thần chú của bên Tây Tạng ấy. Thì có những người, người ta học mật tông ấy, thì người ta mới học những cái câu chú thuật này. Những câu chú thuật này thì chỉ có những người có nghiên cứu hay là có học những cái pháp đấy, người ta mới biết được ý nghĩa của những câu thần chú đấy. Còn những người không học thì không biết được. Như sư thì không học cái pháp đấy, sư không biết thì đấy có ý nghĩa gì. Còn chỉ căn cứ vào những cái kinh Nikaya, cái bộ kinh Đức Phật dạy, thì Đức Phật chỉ dạy về giới định tuệ thôi, thì thực hành giới định tuệ, thực hành niệm ân Đức Phật, Arahang Arahang thôi. Sambutho, Vichara, Sambano, những cái pháp đấy là những cái câu mà mình thường xuyên phải tụng, phải niệm ân Phật, chứ không bao giờ niệm như một cái câu gì đó mà nó không có ý nghĩa thì không bao giờ có niệm câu đấy. Câu gì nó phải có ý nghĩa thì mình niệm. Cái sự tu tập là nó phải phát triển trí tuệ, chứ cái sự tu tập mà nó không có phát sinh ra trí tuệ thì cái sự tu tập đấy chẳng mang lại cái lợi ích gì. Còn cái ý nghĩa câu đấy thì sư không biết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả An Hà. Dạ, con thưa sư, kính mong sư chỉ dạy cho con một số trường hợp liên quan đến cúng dường như sau ạ. Dạ, con thưa sư, tại một chùa có thí chủ đã tác bạch cúng dường, một vị tỳ kheo đã đại diện chư tăng chấp nhận sự cúng dường. Vị tỳ kheo ấy đã chọn được vật cúng dường, đã báo đến thí chủ ấy, song không biết vì nguyên nhân gì lại có sự thay đổi. Chùa không mua vật cúng dường đã được chọn mà mua vật cúng dường khác có giá trị cao hơn. Vị thí chủ không biết, kính mong sư chỉ dạy cho con nên hiểu sự việc này như thế nào. Thí chủ ấy khi biết sự việc nên tác ý, nên khéo tác ý như thế nào để tâm được hoan hỷ ạ. Con xin thành kính tri ân sư ạ. Thí chủ mà cúng dường đến một cái vật gì đó thì cái vị thí chủ đó sẽ phải hỏi cái vị chư tăng ở cái chùa đấy, hoặc là cái ban hộ tăng đấy trước, là cái ví dụ như là cái vị đó muốn cúng cái vật đó, và ở cái chùa này có nhu cầu, có thọ dụng, có sử dụng cái vật đó không. Nếu mà được cái sự đồng tình, được cái sự chấp thuận rồi, mình biết là cái pháp mà mình cúng dường đó là hợp thời, có lợi ích và đúng cái nhu cầu sử dụng, thì nó sẽ có cái công đức lớn.
Nhưng mà đôi khi có nhiều vị vị cũng lại một thời gian sau vị đó có thể là sẽ có cái sự thay đổi, như là vị đó sẽ có cái sự tính toán là sẽ sử dụng một cái vật khác nó có giá trị hơn, có cái lợi ích cao hơn. Thì cái nếu như mà làm một mà một cái vị đó mà là một cái người có thận trọng ấy, thì có thể phải hỏi lại cái thí chủ đó để cho thí chủ đó có đồng ý hay không. Nếu mà cái thí chủ đó có cái sự đồng ý nữa thì cái việc đó nó sẽ tốt đẹp hơn. Còn nếu như cái vị đó không hỏi như vậy thì đó là do một cái sự thiếu sót. Rồi cái sự thiếu sót có thể đến từ cái vị tỳ kheo đó hoặc là đến từ cái ban hộ tăng đó. Còn nếu như mà mình là một cái người thí chủ ấy, nếu như mình cảm thấy không đồng tình, không hoan hỷ, mình có thể đòi lại những cái mình cúng dường cũng được, hoặc là mình muốn cho cái mình nghĩ rằng cái việc đó cái vị tỳ kheo đó lựa chọn một cái tốt hơn đó sẽ đem lại cái lợi ích hơn thì mình lại hoan hỷ mình cúng dường vào cái việc đó, mình có mình tùy hỷ với cái việc cúng dường đó thì cái công đức của mình nó cũng lớn, nó cũng tăng trưởng lên. Thì cái điều đó là do cái quyền của mình. Mình lựa chọn theo cái cách nào đó phù hợp và tốt đẹp nhất. Dạ con thưa sư, con xin đọc lên trường hợp số 2 ạ. Dạ con thưa sư, tại một chùa thí chủ cúng dường một hạng mục A, thí chủ đã mua và dâng cúng. Một vị tỳ kheo đã đại diện nhận, nhưng vật cúng dường đã được cất bỏ trong kho rất lâu không được dùng. Nhưng tại chùa lại nhận sự cúng dường từ một thí chủ khác cũng hạng mục A đó. Kính mong sư chỉ dạy cho con nên hiểu sự việc này như thế nào. Thí chủ ấy khi biết sự việc nên khéo tác ý như thế nào để tâm được hoan hỷ. Con tin thành kính tri ân sư ạ. Nếu mà một cái vị đó đã nhận một cái hạng mục, tức là một cái việc đó rồi sau đó vị đó mà nhận thêm nữa, tức là nếu như mà với cái ngôi chùa đấy có cái nhu cầu sử dụng nhiều đến như vậy thì cái vị đó có thể nhận thêm được. Còn nếu như mà nó chỉ là một cái hạng mục đấy mà không thêm được mà vị đó nhận thêm nữa thì cái vị đó có thể là do cái lòng tham cho nên là nhận thêm, hoặc là cũng có những cái thí chủ người ta cũng tham phước, người ta cứ muốn cúng, tức là có cái thí chủ này đã cúng cái vật đấy rồi nhưng mà người khác lại cũng muốn cúng thêm nữa, tức là do cái người thí chủ thứ hai người ta cứ này thì người ta muốn cúng thêm nữa. Đôi khi cũng vì cái sự nể nang mà cái vị khác có thể là sẽ nhận nhiều và những cái vật dụng, ví dụ như là trước kia vua Pasenadi thì cho các cái cung nữ 500 cung nữ 500 bộ y và tất cả các cung nữ ấy đều cúng dường đến tôn giả An Nan, thì vua Pasenadi khởi lên cái lòng hoài nghi là Đức Thế Tôn chỉ quy định một vị tỳ kheo chỉ nhận 3 y thôi mà sao mà vị đó lại nhận đến 500 bộ y của 500 cung nữ. Thì sau đó thì vua đã gặp ngài An Nan và hỏi tại sao ngài lại dùng ngài đã nhận hết cả 500 bộ y của các cung nữ. Thì ngài A Nan nói là tôi sẽ chia lại cho các cái vị tỳ kheo khác, rồi những cái bộ y đã cũ rồi thì sẽ làm những cái vật khác, những cái vật dụng khác. Thì sau khi mà được cái sự giải thích của ngài A Nan rồi thì vua Pasenadi rất là hoan hỷ và vua lại cúng cho ngài A Nan thêm 500 bộ y nữa. Vậy là ngài A Nan nhận cả 1.000 bộ y. Rồi ngài lại mang cái 1.000 bộ y đấy ngài lại cho lại cái vị tỳ kheo của mình, rồi vị đấy phân phát đến các vị tỳ kheo khác. Thì đôi khi cũng vậy, có những cái sự cúng dường vậy, có thể là có rất là nhiều thí chủ cùng mong muốn được cúng dường một cái vật đó nó quá cái mức sử dụng của một vị tỳ kheo, nhưng mà đôi khi vị tỳ kheo đó cũng có thể từ chối nếu vị đó chi túc, hoặc là vị đó có thể nhận tất cả rồi vị đó vẫn có thể sắp xếp phân chia những cái sự cúng dường đó để làm lợi lạc cho nhiều người. Thế nên là vị đó sẽ không làm gian lận và lãng phí những cái sự cúng dường của thí chủ, thì cái người thí chủ đó vẫn có phước và cái sự thọ nhận đó vẫn đem lại cái lợi ích cho tất cả những người cúng dường. Dạ con thưa sư, con xin đọc đến trường hợp thứ ba từ hành đà An Hạ. Dạ con thưa sư, tại một chùa thí chủ đã biết chư tăng sẽ đi thực hiện việc quan trọng, thí chủ tác ý xin cúng dường xe
Phật thực đến chư tăng. Thí chủ đã báo cụ thể rõ ràng tác ý đến vị Kapila của chùa, nhưng chuyến đi ấy vị chư tăng lại đem theo nhiều người nhà, rồi để cư sĩ thanh toán tất cả chi phí cho người nhà. Cho dù thí chủ không hoan hỷ, kính mong sư chỉ dạy cho con nên hiểu sự việc này như thế nào. Thí chủ ấy khi biết sự việc nên khéo tác ý như thế nào để tâm được hoan hỷ, con xin thành kính tri ân sư ạ. Cái thí chủ mà cúng dường chỉ là vì cái mục đích là để vận chuyển chư tăng đi, nhưng mà vị chư tăng có đi theo cả người nhà của mình vào đấy nữa, thì cái này nó còn tùy theo cái từng trường hợp. Ví dụ như là cái trường hợp đấy là cái chuyến đi đấy cần có nhiều những cái người thân cũng muốn đi cùng trên cái hành trình chuyến đi đấy. Nếu như mà cái, cho những người thân đó đi nó gặp chướng ngại, cho nên là mình phải để lại những vị tỳ kheo khác, tức là giống như những cái người thân đó làm mất chỗ của những cái vị tỳ kheo khác, làm cản trở cái lợi ích của những người khác, thì cái ban hộ tăng đấy hoặc là cái vị tỳ kheo mà đã thọ nhận đấy thì là có lỗi, là sẽ có lỗi trong những cái vấn đề này. Còn nếu như mà vì lúc đấy vị đấy biết là có thêm vào một vài người thì cũng không có cản trở lại những cái lợi ích của người khác, mà nó lại có cái lợi ích cho cả những cái người thân nữa, thì cái việc đó thì làm cho thí chủ cũng nên hoan hỷ với cái điều đó. Vì đôi khi có nhiều vị thì cũng vẫn còn có những cái ràng buộc, có những cái nặng nề đối với tình cảm đối với những cái người thân, có cái sự yêu ái với những cái người thân của mình, cho nên là làm cái việc đó thì mặc dù cái việc đó nó cũng là một cái việc không tinh tế, không khéo của cái vị tỳ kheo đó. Nhưng nếu mà một cái người mà tinh tế khéo ra thì người ta đã không có làm như vậy. Nhưng mà cái người thí chủ cảm thấy cái việc đó nó không có mang lại một cái điều tệ hại xấu xa gì, thì mình cũng nên hoan hỷ với cái điều đó để cho mọi chuyện nó tốt đẹp và cho cái công đức nó thêm trọn lành hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Thu Ngân ạ. Dạ, kính thỉnh sư chỉ dạy cho con một trường hợp như sau ạ. Trong một bài kinh con có đọc Thế Tôn dạy như sau: Này Kevada, ta không dạy cho các tỳ kheo pháp này. Này các tỳ kheo, các ngươi hãy thị hiện thượng nhân pháp, thần thông biến hóa cho các sư, cho các cư sĩ áo trắng. Này Kevada, chính vì ta thấy sự nguy hiểm trong sự biến hóa thần thông và ta nhàm chán, hổ thẹn, ghê sợ biến hóa thần thông. Này Kevada, ta thấy sự nguy hiểm trong sự tha tâm thông thần thông mà ta đã nhàm chán, hổ thẹn, ghê sợ tha tâm thông. Nhưng mặt khác con cũng có nghe Ngài Mục Kiền Liên vận dụng thần thông nhiều lần. Con cũng có biết vị tỳ kheo dùng thần thông đọc tâm của thiền sinh do vị ấy hướng dẫn. Kính mong sư chỉ dạy cho con nên hiểu sự việc này như thế nào. Con xin thành kính tri ân sư ạ. Khi sử dụng thần thông thì Đức Phật có cấm. Tức là khi mà một vị tỳ kheo sử dụng thần thông một cách không chân chánh, phô diễn thần thông của mình một cách thô thiển, nó tạo ra những cái sự chê bai của các cái hàng ngoại đạo. Bởi vì những cái thời Đức Phật ấy là những cái người ngoại đạo, người ta tu những cái pháp tà đạo ấy, như là luyện thần chú, hay là mà người ta cũng có những cái năng lực thần thông đấy. Mà đôi khi người ta cũng còn chi túc, người ta còn không phô diễn thần thông trước hàng cư sĩ Phật tử. Để vì cái người mà phô diễn thần thông nó tạo ra một cái sự hấp dẫn, cuốn hút quần chúng một cách khủng khiếp. Nó làm mê hoặc lòng người rất là ghê gớm, rất là lớn. Cho nên là thường thường những cái người chi túc là người ta hay không phô diễn thần thông, không thể hiện thần thông. Đức Phật cũng thể hiện thần thông khi ở trong những cái trường hợp rất cần thiết. Nhưng mà thì Đức Phật mới thể hiện thần thông. Và như Ngài Mục Kiền Liên thì là Ngài bị có thần thông đệ nhất, sử dụng thần thông trong những cái việc lợi ích giáo hóa chúng sinh. Vì Đức Phật biết đúng thời, đúng lúc, đúng người để thể hiện thần thông, cho nên là cái việc cấm thần thông không áp dụng với Đức Phật. Còn Đức Phật cũng biết Ngài Mục Kiền Liên là cái người biết sử dụng thần thông vì cái tâm từ bi bác ái, vì cái tâm phổ độ
chúng sinh, chứ không phải vì cái danh vọng lợi dưỡng cung kính, không phải vì cái sự hồ đồ hấp tấp, không phải vì làm cái việc phù phiếm vô ích. Cho nên là Đức Phật cũng không có cấm Ngài Mục Kiền Liên thị hiện thần thông. Còn đại đa số thì Đức Phật cấm chư tăng tỳ kheo, Đức Phật thế hẳn cái định hẳn cái giới hẳn các vị tỳ kheo không có phô diễn, không có thị hiện thần thông cho hàng cư sĩ tại gia và những người chưa tu lên bậc trên. Thì bởi đấy là cái thời chánh pháp, thời Đức Phật còn có những bậc A-la-hán, những bậc có thần thông thật đấy, mà Đức Phật vẫn còn do dự, vẫn còn phải hạn chế tối đa đối với cái việc lạm dụng thần thông như thế. Và Đức Phật cũng thừa biết rằng cái thời sau này, cái thời mạt pháp sau này rồi, sẽ có rất là nhiều người sẽ lạm dụng vào cái thần thông đó để mong cầu cái danh vọng lợi dưỡng. Thì như thời Đức Phật thì có Đề Bà La Đa chẳng hạn, có thần thông, thì lại dùng cái thần thông đấy để đi mê hoặc lòng người, để được lợi dưỡng, để được cung kính, để được quyền chức danh vọng, rồi sau đó làm những cái việc rất là ác nhân, ác đạo và phải đọa vào địa ngục. Thì những cái thì đấy là thời Đức Phật còn tại thế mà còn như thế nữa, huống chi là những cái thời mạt pháp sau này mà người ta mà còn thể hiện thần thông một cách quá lộ liễu thô thiển, thì người ta cũng chỉ ham về danh vọng lợi dưỡng, và để rồi người ta cũng tạo ra những cái ác nghiệp vì cái sự mê hoặc lòng người đó, sẽ dẫn dắt bản thân vị đó sẽ rơi vào địa ngục, và vô số người đi theo tin theo vị đó cũng đi vào địa ngục, giống như Đề Bà Đạt Đa vậy, đi vào địa ngục, và tất cả những người A Dua xu hướng theo Đề Bà Đạt Đa đều đi vào địa ngục hết. Như vậy thời sau này có khi người ta chẳng có thần thông, người ta đó chỉ là một cái ảo tưởng. Rồi người ta cũng nói ra rằng đây là thần thông, rồi để mê hoặc lòng người, cho nhiều người xu hướng tin theo, rồi phát triển lên những cái tà trí, tà định, tà tuệ, tà giải thoát. Rồi vị đó lại tưởng đó là cái con đường chánh đạo, thì cái vị đó là một cái nhân vật, là một cái người đang dẫn dắt vô số người đi vào địa ngục, chứ không phải là đi vào con đường chánh đạo gì. Nên là cái việc thể hiện thần thông, ngay thời Đức Phật còn ngăn cản, cấm chế. Cũng chỉ là thời bây giờ một cái người nào mà phô diễn hay là thể hiện ra một cách thô thiển vì cái nghĩ là mình có năng lực thần thông đấy, thì cái người đấy chỉ vì cái danh vọng, chỉ vì cái điều tà mạn, mà nhất là nếu như vị đó không có mà vị đó lại muốn thể hiện cho người khác nghĩ rằng mình có, thì cái vị đó phạm vào cái tội ba la di, cái tội bất cộng trụ, cái tội chặt đứt đầu, cái tội không thể nào sám hối được, vì cái sự nguy hiểm, vì cái sự nguy hại của cái pháp thần thông như vậy. Cho nên là thời về sau này những người có thần thông thật người ta không có thể hiện, những người thể hiện ra thì chắc chắn là không phải thật. Dạ con thưa sư ạ, các câu hỏi còn lại con xin phép được để buổi tiếp theo ạ. Người hồi hướng. Idamme punyam. Idamme punyam. Asavakkhajam. Asavakkhajam. Vahamhotu. Vahamhotu. Idamme punyam. Idamme punyam. Nibbanassa. Nibbanassa. Pacchajo. Pacchajo. Hotu. Hotu. Mamma punyabhagam. Mamma punyabhagam. Sabbasabdhanam. Sabbasabdhanam. Vacchemi. Vacchemi. Tesabbe. Tesabbe. Medamam. Medamam. Punyabhagam. Punyabhagam. Nabandhu. Nabandhu. Sadhu. 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 Sadhu.